Đây là anh Đỗ Ngọc Hoàng, 47 tuổi, ngụ tại số 66/7, đường 26 tháng 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Công việc chính của anh là chủ thầu các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tự gọi nghề nhà thầu xây dựng dân dụng của mình là nghề làm dâu trăm họ, lăn lộn trong nghề nhiều năm, cùng đội thợ dựng xây lên cả trăm ngôi nhà trên khắp thành phố. Nhưng khi chia sẻ những buồn vui trong nghề, anh Hoàng có chút ngậm ngùi. Làm nghề này phải xác định là gian nan, nặng nhọc lắm, rồi còn giao lưu, quan hệ, nhậu riết, biết đó là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không sao tránh được. Đây cũng chính là lý do khiến cho sức khỏe của anh từng bị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình khi chuyện chăn gối của anh không được như ý, anh chia sẻ. Xin chào, tôi tên Hoàng, năm nay 47 tuổi, làm việc ở công trình. Có dạo tôi thấy sức khỏe mình đi xuống rất nhiều, do công việc ở công trường á, làm liên tục nên không nghỉ được. Mà hễ có mình á, thì nhân công họ mới làm việc tử tế được. Thành ra khi mà về đến nhà, cơ thể mình nó rã rời hết luôn. Do công việc giao tiếp nên cũng nhậu nhẹt nhiều. Bà xã thì cứ cằn nhằn hoài à. Nên cuối năm ngoái á, tôi cũng có đi khám bệnh một lần. Bác sĩ chẩn đoán á, tôi bị bệnh suy thận cấp độ 1, nên giờ cũng bớt nhậu rồi. Còn chuyện vợ chồng á, mấy năm nay cũng gặp trục trặc, mà mình cũng tự tìm cách chữa trị thôi. Bạn bè thì cũng giới thiệu nhiều bài thuốc, họ chỉ làm sao á, thì mình làm theo như vậy. Bà xã cũng nghe nói người ta bài á, cũng bắt tôi ăn uống mấy tháng liền. Giờ á, mà thấy như các sản phẩm giống như ba ba hay là thịt bò thì tôi ngán lên tới cuốn họng luôn đó. Còn xài các loại thuốc có tác dụng liền nữa. Mức đầu xài á, thì cũng được lắm. Nhưng mà khi sử dụng xong rồi á, tôi có cảm giác như là khó thở, ù tai, huyết áp tăng vọt, nên sợ quá, bỏ hết luôn. Cho đến gần đây á, tình cờ đọc được thông tin của Hào Biển OB trên mạng Internet. Tôi có truy cập mạng để tìm hiểu về thông tin, rồi đến hỏi ý kiến của bác sĩ. Bác sĩ nói sử dụng được, vì sản phẩm này á, bổ trợ rất tốt cho cơ thể. Tôi không còn cảm giác bị khó thở, ù tai như các sản phẩm kia nữa. Tôi thấy cơ thể mình nó dần khỏe ra. Bà xã ở nhà nói dạo này thấy tôi không còn nóng nảy giống như trước nữa. Vợ chồng tình cảm, cửa nhà êm ấm như trước. Tôi rất là hài lòng khi sử dụng sản phẩm Hào Biển OB. Giờ đây sức khỏe của anh Hoàng đã hoàn toàn khỏe mạnh, đời sống vợ chồng cũng hạnh phúc viên mãn, rất hài lòng với Hầu Biển OB. Mỗi lần được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc và sức khỏe của cánh xây dựng, anh đều cười lớn chia sẻ, cứ tìm Hầu Biển OB, cứu cánh của đàn ông đấy. Hầu Biển OB giúp tăng cường sinh lý nam, kéo dài thời gian quan hệ, cải thiện chất lượng tinh trùng, hỗ trợ phát triển cơ bắp. Gọi ngay tổng đài 0936 066 962 để được tư vấn miễn phí.